chào các bạn đã đến với chương trình Vui Cùng Xin Chào Búc Chi. Các bạn ơi, các bạn có biết Sam đang đứng ở đâu không nè? Đây là một chỗ rất là đặc biệt nha. Chỗ này là chỗ Sam thích nhất luôn á. Đó là tiệm đồ chơi. Yeah. Các bạn ơi, các bạn có bao giờ đi tiệm đồ chơi chưa nè? Chắc là bạn nào cũng đi nhiều lắm rồi đúng không nè? Giống như Sam vậy đó, ngày nào Sam cũng vô tiệm đồ chơi hết á. Các bạn biết tìm đồ chơi có những gì không? Có nhiều đồ lắm nha. Có đồ cho con gái nè, đồ chơi cho con trai nè. Nhưng mà Sam thích nhất là mấy đồ chơi cho con trai. Mấy đồ như là robot, siêu nhân, khủng long nè, ván trượt nè, xe hơi, xe lửa nè. Yeah, Sam thích quá à. Đây, mấy bạn nhìn nè, tìm đồ chơi có nhiều đồ lắm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thử coi từng món đồ trong tiệm đồ chơi là gì nha. Đây, đây là cái kệ để đồ chơi nha. Mình sẽ cùng sắp xếp mấy đồ chơi này lên kệ nha. Đầu tiên là mình sẽ sắp xe hơi đi. Sam thích nhất là xe hơi luôn đó. Đây là một chiếc xe hơi màu bạc nè, mấy bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ để xe hơi lên kệ nha. Để xe hơi lên kệ này đi. Rồi tiếp theo là chiếc xe hơi màu đỏ nè, để lên kệ luôn nha. Còn chiếc xe hơi màu vàng nữa. Đây, ba chiếc xe hơi nằm kế nhau để dễ lựa đồ nha. Còn đây, đây không phải là xe hơi nhưng mà cũng là xe, đó là xe lửa đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ để xe lửa lên chỗ kệ kế xe hơi luôn nha. Đó, vậy là chúng ta đã có một dàn xe hơi và xe lửa rồi. Bây giờ kệ còn nhiều chỗ trống lắm. Bây giờ chúng ta sẽ để gì lên ta? Chúng ta sẽ để mấy con thú vật lên nha. Ở đây có mấy con thú vật bằng nhựa nè mấy bạn. Đó, trong tiệm đồ chơi lúc nào cũng có nhiều thú vật bằng nhựa, bằng bông, bằng đủ thứ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem đây là con gì ta. Đây là con chim cánh cụt nè. Chúng ta xếp chim cánh cụt lên kệ nha. Đây, xếp chim cánh cụt ở đây nha. Còn con gì nữa không? Còn một chú chó nè. Chú chó này cũng bằng nhựa luôn. Để kế con chim cánh cụt luôn nha. Đó. Và con gì nữa? Đây, đây là con gì đây? Thôi mấy bạn biết đó. Đây chính là một con chim cú đó mấy bạn. Đó, cũng là động vật luôn, cũng là con thú luôn, cho nên chúng ta sẽ xếp chúng kế nhau nha. Để mà khi chúng ta vô tiệm đồ chơi, nếu chúng ta muốn mua thú nhựa thì chúng ta có thể nhìn vào quầy này và có tất cả các con thú ở đây để chúng ta lựa chọn nha. Rồi, vậy là con thú đã xếp xong rồi. Còn một con nữa nè. Con này là con cá heo. Con cá heo nhỏ xíu à. Chúng ta để kế con cú luôn nha. Vậy là chúng ta đã có một kệ đầy mấy con vật luôn rồi đó. Tiếp theo là gì ta? Ở đây tiệm đồ chơi có bán cả những con siêu nhân cỡ nhỏ luôn nè mấy bạn ơi. Đây cũng là một con siêu nhân bằng mũ nha. Xanh là thích chơi siêu nhân nhất luôn đó. Chúng ta sẽ để siêu nhân kế bên cạnh mấy con thú nha. Còn gì nữa không nè? Đây còn một con robot đây. Con robot màu hồng. Chúng ta để robot màu hồng lên luôn nha. Kế siêu nhân luôn nè. Rồi, vậy là chúng ta đã có một kệ đầy những món đồ như thú vật bằng nhựa và robot siêu nhân bằng nhựa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để một số đồ khác vào kệ nha. Đây chúng ta có một số những đồ nho nhỏ. Các bạn biết đây là gì không nè? Đây là trái địa cầu đó mấy bạn. Đây, trái địa cầu này có thể xoay được nha. Đó, nếu chúng ta muốn tìm đất nước nào thì chúng ta có thể xoay trái địa cầu để mà tìm xem đất nước nó nằm ở đâu nha. Sam cũng thích chơi trái địa cầu lắm đó. Bây giờ mình bỏ trái địa cầu vào đây. Và tiếp theo còn gì nữa? Có một khung hình nè mấy bạn. Đây là một khung hình rất dễ thương, để chúng ta có thể để trên bàn nè. Bàn học cũng được hay bàn trong phòng cũng được. Đây, với cái khung hình này Sam sẽ để ở phía trên nha. Còn gì nữa không nè? Đây là một cái cúp nha. Đây là một cái cúp dành cho những ai vô địch nha. Chúng ta cũng để lên đây luôn. Còn đây, đây là món này Sam thích lắm nè. Đố mấy bạn biết là gì nè? Có ai đoán ra không nè? Sam xoay một vòng cho mấy bạn nhìn nha. Mấy bạn biết đây là gì không?
Đây chính là máy chụp hình đó. Sam rất là thích chụp hình cho nên Sam cũng thích mua máy chụp hình luôn. Chúng ta có ống kính nè. Đó, ống kính này có thể xoay xoay được nè. Chúng ta có một cái đèn nè để mà nó nhá ánh sáng lên chụp cho sáng nha. Đó, và sau đây còn có những cái nút bấm nữa để chụp hình nữa nè. Wow, máy chụp hình thiệt là hiện đại đó. Bây giờ chúng ta để máy chụp hình lên kệ nha. Máy chụp hình rất là dễ bể cho nên là chúng ta phải để ở kệ dưới cùng để cho máy chụp hình khỏi bị rơi nha. Rồi, và ở đây có một cái ly kem bằng nhựa nè. Chúng ta để vô quầy nhựa luôn, để vô quầy thú bông và siêu nhân nhựa luôn nha. Kệ sắp đầy rồi. Bây giờ chúng ta còn một hàng cuối nữa thôi. Chúng ta sẽ lấp đầy hàng cuối bằng những ván trượt nha mấy bạn. Đây là một ván trượt nè. Mấy bạn thấy không? Đó, có những bánh xe để trượt nè. Có 4 bánh xe luôn. Đó, và bề mặt ván trượt thì có đủ màu sắc luôn. Đây là hình một con khủng long rất là bự. Sam thích chơi ván trượt lắm đó. Nó sẽ giúp cho mình chạy nhanh hơn và cảm giác thật là thích. Đây, chúng ta sẽ để ván trượt dài này ở kệ cuối nha. À, còn một cái ván trượt nữa bự hơn ván trượt lúc nãy. Cũng giống vậy luôn, ván trượt cũng có 4 bánh xe nè. Và xoay được luôn nè. Đó, nếu chúng ta để dưới đất như thế này, ván trượt sẽ chạy chạy nha. Rồi, ván trượt này to hơn nên chúng ta để ở dưới. Và để ván trượt nhỏ phía bên trên. Rồi chúng ta bỏ vào kệ nha. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã sắp xếp xong một kệ đồ chơi rất là nhiều đồ chơi và rất là đẹp rồi nè. Chúng ta hãy xem nha. Đầu tiên á là ở kệ cao nhất chúng ta để những khung hình nè, những hộp chữ cái để xếp hình nè và một chiếc cúp. Còn ở kệ thứ hai, đây là kệ mà Sam thích nhất luôn, đó là để những chiếc xe hơi đủ màu nè và có cả xe lửa nữa nha. Wow, nhìn thật là hấp dẫn. Đây, còn ở kệ thứ ba rất là dễ thương với những con thú bằng nhựa vô cùng ngộ nghĩnh nè, giống như là có chim cánh cụt, có chó nè, có cả siêu nhân robot luôn và có cả quả địa cầu luôn. Rồi, vậy là kệ thứ ba của chúng ta đã đầy rồi. Ở đây là kệ cuối cùng nha. Kệ cuối cùng có một máy chụp hình nè và những ván trượt đủ màu luôn. Kệ nào cũng rất là hấp dẫn, rất là đẹp hết. Các bạn ơi, chúng ta đã vừa sắp xếp xong kệ đồ chơi màu xanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp những đồ chơi vào chiếc hộp đặc biệt này nha. Đây là một chiếc hộp rất đặc biệt nè. Chúng ta mở ra và sắp xếp đồ chơi vào nha. Đây là kệ mà Sam sẽ sắp xếp những đồ chơi mềm mềm và xinh xắn vào. Ở đây chúng ta có những chú gấu bông nè. Đây là một chú gấu bông màu xám nè, mặc một chiếc áo màu kem, có hình con cá rất là dễ thương nha. Sam cũng thích chơi gấu bông lắm đó. Bây giờ chúng ta bỏ gấu bông vào hộp nha. Đây, chúng ta còn một chú gấu bông nữa giống y hệt như vậy luôn. Đó, chúng ta sẽ bỏ chú gấu bông này. Ý, chú gấu bông này bị sút mất một con mắt rồi. Chúng ta gắn lại mắt cho chú gấu bông nha. Gắn lại mắt cho chú gấu bông nè. Rồi, vậy là chú gấu bông xinh xắn đã hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ chú gấu bông ở đây nha. Gấu bông ơi, ngồi ở đây nha. Vậy là chiếc hộp của chúng ta đã có hai chú gấu bông ở hai bên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ tiếp vào những món đồ chơi dễ thương nè. Đây là một quái vật màu xanh rất là dễ thương nha. Chúng ta bỏ quái vật màu xanh vào ngồi chung với chú gấu bông nè. Và ở đây chúng ta có một chú voi màu hồng. Chú voi màu hồng có hai cái lỗ tai màu trắng xinh quá phải không nào. Wow, mình muốn ôm chú voi này ghê á. Chúng ta bỏ chú voi vào đây luôn. Và đây là một cô búp bê rất là dễ thương dành cho các bạn nữ nè. Các bạn nữ chắc chắn rất là thích búp bê đúng không nào. Đây, bỏ búp bê vào đây luôn nha. À, chúng ta còn một món đồ rất là đặc biệt nữa. Đó chính là một chú vịt bằng nhựa. À, chú vịt dễ thương quá à. Chú vịt tròn quay à và có một cái mỏ màu đỏ rất dễ thương nè. Sam muốn mua chú vịt này lắm á. Bây giờ chúng ta bỏ chú vịt vô luôn nha. Chú vịt ơi, ngồi chung với lại gấu bông và búp bê luôn nha. Đây là một trái gì mấy bạn biết không? Mấy bạn có đoán ra không nè? Đây là một trái bóng rổ đó mấy bạn. Trái bóng rổ có thể tưng nha. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ trái bóng rổ vào đây luôn. Rồi, chúng ta hãy xem nè.
cái hộp của chúng ta đã có rất là nhiều đồ chơi bên trong nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ chiếc hộp vào một góc nha. Chúng ta không cần phải đậy nắp lại đâu. Chúng ta hãy mở nắp ra để cho các bạn nhỏ có thể xem những món đồ chơi và chọn mua nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để hộp này vào góc nè. Các bạn ơi, chúng ta vẫn còn rất là nhiều món đồ chơi khác nữa nè. Ở đây, chúng ta sẽ xem đây là cái gì nha. Đây là một cái trống đó mấy bạn, đây là một bộ trống đó. Những mặt trống này khi chúng ta gõ vào là sẽ phát ra tiếng động, phát ra âm thanh nha. Wow, bộ trống thật là hấp dẫn, nhìn có đủ màu luôn, rất là đẹp nha. Xanh cũng thích đánh trống lắm đó, nên chắc chắn là Xanh sẽ để dành tiền mua bộ trống này nha. Rồi, chúng ta xếp bộ trống vào đây. Và tiếp theo, wow, đây là phần Xanh thích nhất luôn. Mấy bạn nhìn nè, một anh siêu nhân nhìn rất là ngầu và đẹp trai nha. Wow, anh siêu nhân có một chiếc áo giáp rất là đẹp nè, nhìn rất là mạnh mẽ nè. Hai tay có hai đồ bảo vệ màu bạc nè. Và ở trên vai cũng có đồ bảo vệ sức mạnh màu đỏ nữa nha. Wow, thắt lưng này có thể chiếu sáng đó nha. Và đôi giày nữa. Wow, đôi giày màu vàng rất là đẹp luôn. Anh siêu nhân này nhìn thật là mạnh mẽ thấy không mấy bạn. Rồi, chúng ta đã có một anh siêu nhân ở đây. Chúng ta sẽ xếp anh siêu nhân vào trong này luôn nha. Và tiếp theo, các bạn sẵn sàng chưa? Đây, các bạn có biết đây là ai không? Đây là một chú robot rất là đẹp đó nha. Nhìn rất là ngầu luôn đó. Chú robot có những cánh tay được lắp bằng sắt, bằng kim loại nè. Đó, và chắc chắn là có thể bắn súng ra được luôn đó. Và trước ngực của chú robot có một hệ thống bắn súng rất là ngầu luôn đó. Wow, chỉ cần kẻ thù mà tới gần là chắc chắn sẽ tiêu đời với chú robot liền luôn. Chúng ta hãy xem chân của chú robot nè. Trông thật là mạnh mẽ và cứng cáp đúng không? Toàn là kim loại luôn đó. Wow, thật là đẹp quá. Bây giờ chúng ta hãy xếp chú robot này vào trong góc luôn nha. Đây, tiếp theo là một khủng long quái vật. Wow, đáng sợ quá ha. Khủng long quái vật nhìn thật là ngầu và thật là đáng sợ đó. Wow, khủng long quái vật có một cái đuôi dài nè. Và cái đuôi có thể quay qua quay lại được luôn. Wow, cái đuôi này sẽ quất chết những kẻ thù nào dám bén mảng lại gần đó nha. Kẻ thù hãy coi chừng nha. Đây, chúng ta hãy nhìn lại khủng long quái vật một lần nữa nè. Khủng long quái vật đang há miệng ra hù dọa những con thú khác nè. Có đôi mắt màu đỏ, nhìn rất là đáng sợ ha. Và đôi tay nữa nè. Đôi tay của khủng long quái vật có những móng sắc rất ghê rợn nha. À, để chúng ta hãy xem chân khủng long quái vật như thế nào nha. Wow, chân khủng long quái vật biết đi luôn đó mấy bạn. Đây, chúng ta hãy xem nè, khủng long quái vật có thể bước đi luôn nha. Wow, nhìn thật là đáng sợ và thật là ngầu đó. Khủng long quái vật có một bộ gai ở phía sau lưng nữa nè. Đây là những gai sắc nhọn rất là nguy hiểm nha. Rồi, chúng ta hãy xếp khủng long quái vật đứng cạnh chú robot nha. À, Xanh quên mất, chúng ta vẫn còn một con robot nữa trong bộ những chú robot sức mạnh nha. Mấy bạn nhìn nè, đây là chú robot trong màu xanh, màu của Xanh rất thích luôn đó. Nhìn rất là mạnh mẽ ha. Chú robot này có thể bước đi luôn nè. Đó. Và chúng ta hãy xem nha, chú robot này có một bộ áo giáp cũng rất là đẹp luôn, với một cái nón bảo vệ đầu nè. Đó, đầu chú robot có thể quay qua quay lại luôn nè. Và hai tay có thể cử động được luôn. Đây, phía sau lưng chú robot cũng toàn là máy móc không à. Nhìn thiệt là ngầu phải không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho chú robot này đứng cạnh chú robot màu đỏ lúc nãy nha. Và tiếp theo đây, trong tiệm đồ chơi còn có những món rất là đặc biệt. Nếu các bạn biết đây là gì nào, có ai đoán ra được không? Đây chính là cái phao đó mấy bạn. Mỗi khi mà đi bơi hay là đi biển, chúng ta luôn luôn
phải đem theo phao cho an toàn nha. Ở đây Xanh có một cái phao màu cam và một cái phao nhỏ màu hồng nữa. Phao màu hồng dành cho những ai ốm nha, còn phao màu cam dành cho những ai mập như là anh Đỏ vậy đó. Đây, chúng ta sẽ chồng hai phao này lên nhau như vậy và xếp vào trong góc nha. Trong tiệm đồ chơi của chúng ta còn có một món đồ này. Đố các bạn biết là gì nào? Đây là một chiếc xe đó. Đây là một chiếc xe rất là ngầu nha. Chắc chắn mấy bạn nam rất là thích luôn đó. Đây, chiếc xe có thể chạy được nè. Và chúng ta sẽ đứng trên chiếc xe này với cần điều khiển ở đây nha mấy bạn. Chúng ta hãy nhìn kỹ chiếc xe lại một lần nữa nha. Wow, chiếc xe quá là ngầu luôn đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xếp chiếc xe vào đây nha. Và ngoài chiếc xe ra, trong tiệm đồ chơi còn có một món đồ này nữa. Chắc là mấy bạn ít biết lắm nha. Đó chính là kính viễn vọng đó. Đây là kính viễn vọng nè. Chúng ta có thể nhìn vào đây, nhìn vào đầu này ha, và thấy được mọi thứ ở xa thiệt xa luôn nha. Rồi, chúng ta hãy xếp kính viễn vọng kế bên chiếc xe đồ chơi lúc nãy nha. Các bạn ơi, chúng ta hãy nhìn lại tiệm đồ chơi nè. Chúng ta đã sắp xếp xong hết đồ vào tiệm đồ chơi rồi. Wow, vậy là chúng ta đã có một tiệm đồ chơi trông thật là hấp dẫn, thật là nhiều đồ chơi đúng không nè. Cảm ơn các bạn đã sắp xếp tiệm đồ chơi cùng Xanh nha. Còn bây giờ thì Xanh phải chào tạm biệt các bạn rồi. Nhưng mà các bạn nhớ đón xem tập sau nha. Bởi vì chúng tập sau chúng ta sẽ cùng mua đồ chơi và cùng chơi đồ chơi rất là vui luôn đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.